Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Trung Quốc muốn thiết lập các kênh liên lạc mới với Hoa Kỳ. Theo Tân Hoa Xã và Reuters vào ngày 31 tháng 8, Bộ Thương mại của Trung Quốc nhấn mạnh việc thiết lập các mạng liên lạc mới giữa Bộ Thương mại của nước này và Hoa Kỳ là một bước quan trọng để ổn định quan hệ kinh tế và thương mại song phương, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng công nghiệp và doanh nghiệp xúc tiến hợp tác thực tế. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc, Xu Jueting đã cho biết, hành động này sẽ tạo nền tảng quan trọng cho bộ thương mại hai nước tiến hành thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm một cách thường xuyên và được thể chế hóa. Tuy nhiên thì bộ thương mại của Trung Quốc cũng kêu gọi Washington đối xử bình đẳng với các công ty của Trung Quốc đầu tư vào Hoa Kỳ, trong khi xem thuế quan mà Hoa Kỳ áp đặt đối với hàng nhập cảnh của Trung Quốc mang tính phân biệt đối xử. Lời kêu gọi này được ông đưa ra trong cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại bà Gina Raimondo trong tuần này. Dự trữ ngoại hối của nước xuất cảng dầu mỏ bậc nhất thế giới lao dốc, Dự trữ ngoại hối của Saudi Arabia đã giảm tới 16 tỷ Mỹ Kim trong tháng 7 năm nay do các giảm sản lượng dầu thô. Đây là mức giảm dự trữ ngoại hối sâu nhất của Saudi Arabia kể từ khi đại dịch Covid bùng phát vào năm 2020. Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Saudi Arabia, dự trữ ngoại hối của quốc gia này giảm xuống mức thấp nhất còn 407 tỷ Mỹ Kim kể từ năm 2009. Saudi Arabia, nước xuất cảng dầu mỏ lớn bậc nhất thế giới, đang cắt giảm sản lượng dầu thô 1 triệu thùng một ngày, dự kiến đến tháng 9. Động thái này nằm trong kế hoạch cắt giảm của một số nước thành viên liên minh OPEC Plus bắt đầu từ tháng 5. Các nhà phân tích kỳ vọng dự trữ ngoại hối của Saudi Arabia sẽ tăng trở lại trong tháng 9 sau khi gã khổng lồ dầu khí Saudi Aramco chia cổ tức Công ty dự định phân phối cổ tức dựa trên hiệu suất trong 6 quý, bắt đầu từ quý 3 năm nay. Tình hình tài chính của Saudi Arabia đã gặp nhiều khó khăn từ đầu năm đến nay do giá dầu cũng như sản lượng dầu thấp hơn so với năm ngoái, khiến Riyadh phải tìm mọi biện pháp để đẩy giá dầu lên cao. Dữ liệu của Saudi Arabia cho thấy lượng tiêu thụ cao hơn trong bối cảnh doanh thu xuất cảng dầu thấp hơn đã dẫn đến thâm hụt ngân sách ngày càng tăng ở vương quốc này. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Indonesia tổ chức diễn tập quân sự đa quốc gia siêu lá trắng Garuda. Đại sứ quán của Hoa Kỳ tại Indonesia cho biết là binh sĩ của Hoa Kỳ, Indonesia, Nhật Bản, Úc, Singapore, Anh Quốc và Pháp sẽ tham gia cuộc diễn tập này tại nhiều địa điểm huấn luyện ở Indonesia từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9. Ngoài ra, thì cuộc diễn tập này cũng thu hút nhiều quốc gia quan sát viên gồm có Brunei, Brazil, Canada, Đức, Ấn Độ, Malaysia, Hòa Lan, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Nam Hàn và Timor-Leste. Cuộc diễn tập đa quốc gia thể hiện cam kết tập thể và sự thống nhất của các nước cho phép tạo ra một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, an ninh, hòa bình, tự do và rộng mở hơn. Siêu lá trắng Garuda là cuộc diễn tập quân sự thường niên lớn nhất giữa Hoa Kỳ và Indonesia. Năm nay, thì cuộc diễn tập này được mở rộng cho nhiều quốc gia tham gia, theo đại sứ quán của Hoa Kỳ thì khoảng 1, 100 binh sĩ của Hoa Kỳ và 1900 binh sĩ Indonesia từ nhiều quân binh chủng sẽ được tăng cường khả năng tương tác thông qua đào tạo và trao đổi văn hóa. Cũng theo thông cáo với các uh, cuộc diễn tập chuyên môn và chiến đấu tại uh, Suba và Banyuwangi Siêu lá trắng Garuda năm 2023 tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Indonesia thông qua hợp tác, học hỏi, thúc đẩy lòng tin giữa hai quân đội của hai nước. Các khoa mục huấn luyện bao gồm trao đổi học thuật, hội thảo phát triển chuyên môn, mô phỏng, chỉ huy và kiểm soát, diễn tập đổ bộ, không vận, diễn tập chiếm sân bay, huấn luyện thực địa chung, trong đó có diễn tập bắn đạn thật. Siêu bão sau la có thể làm Hồng Kông tê liệt, Trung Quốc đặt cảnh báo cao nhất. Theo hãng tin Bloomberg, chính quyền Hồng Kông cho hay có thể phải ngừng hoạt động toàn thành phố, bao gồm thị trường chứng khoán 5.000 tỷ Mỹ Kim, trong lúc bão sau la đang tiến đến thành phố này. Cơ quan khí tượng Hồng Kông cho biết vào 7 giờ sáng ngày 31 tháng 8, bão sao la cách Hồng Kông khoảng 450 cây số về hướng đông đông nam và sẽ áp sát Hồng Kông trong ngày 1 và 2 tháng 9. Sao la có khả năng trở thành siêu bão mạnh nhất từng ập vào Hồng Kông kể từ khi bão mang càng quét thành phố cách đây 5 năm. Cơ quan khí tượng Hồng Kông cho hay sẽ nâng mức cảnh báo bão lên mức T8 vào ngày 1 tháng 9. Với mức T8, toàn thành phố sẽ lâm vào tình trạng đóng băng khi các văn phòng làm việc, trường học đóng cửa, còn dịch vụ giao thông công cộng không hoạt động. Các nhà dự báo khí tượng Trung Quốc cũng cảnh báo phát đi cảnh báo đỏ vào sáng ngày 31 tháng 8 vì gió bão đã đạt vận tốc 209 cây số một giờ bão Sao La được cho là sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển ở đoạn từ huyện Duyên Hải Huệ Lai của tỉnh Quảng Đông đến Hồng Kông. Thời gian đổ bộ được dự báo từ trưa đến tối ngày 1 tháng 9. Công ty đường sắt Trung Quốc đã thông báo dừng hoạt động một số tuyến đường sắt chính và Thượng Hải tạm dừng tuyến đến Quảng Đông. Ấn Độ tuyên bố sẽ mua loại dầu thô rẻ nhất bất kể nguồn gốc xuất xứ. Bộ trưởng dầu mỏ của Ấn Độ là Hardeep Singh Puri mới đây nói với đài truyền hình ET Now rằng Ấn Độ sẽ mua dầu thô từ bất kỳ nguồn nào có mức giá thấp nhất. New Delhi đã tăng cường nhập cảng dầu từ Moscow và Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu số 1 của Ấn Độ sau khi bắt đầu chuyển hướng xuất cảng dầu sang Á Châu vào năm ngoái, trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraine. Những biện pháp trừng phạt này bao gồm cấm vận dầu và áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Bộ trưởng Hoi Singh đã cho biết, chúng tôi xác định rất rõ ràng sẽ mua dầu từ bất cứ nơi nào có thể, miễn là dầu được vận chuyển đến điểm nhập cảng tại cảng của chúng tôi với mức giá thấp nhất có thể. Ấn Độ, nước nhập cảng và tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba trên thế giới, nhận hơn 80% lượng dầu từ nước ngoài, Quốc gia Nam Á này đã trở thành một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất của nước Nga sau khi đã từ chối thực thi các lệnh trừng phạt và tận dụng các khoản chiết khấu do Moscow đưa ra. Tuy nhiên, thì chính quyền của Ấn Độ đã cam kết không vi phạm mức giá trần với dầu thô của Nga bị áp đặt ở mức là 60 Mỹ Kim một thùng không bao gồm chi phí vận chuyển, thuế quan và bảo hiểm. Vào tháng 6, thì nhập cảng dầu Nga của Ấn Độ đạt kỷ lục khác, nhiều hơn lượng nhập cảng từ Saudi Arabia và Iraq cộng lại. Khối lượng nhập cảng hàng ngày trong tháng 6 đã tăng lên 2.2 triệu thùng, tăng tháng thứ 10 liên tiếp theo dữ liệu của công ty phân tích hàng hóa Kepler được Bloomberg trích dẫn. Thủ tướng Nhật Bản hứa giải cứu nghề cá sau lệnh cấm từ Trung Quốc. Báo Nikkei Asia đưa tin Nhật Bản sẽ huy động thêm nguồn vốn hàng trăm triệu Mỹ kim từ ngân sách dự trữ của chính phủ cho năm tài chính 2023 để tài trợ cho các biện pháp hỗ trợ ngành đánh bắt cá. Ông Kishida đã đến thăm chợ cá lớn nhất Tokyo trong ngày 31 tháng 8. Sau chuyến thăm, ông Kishida tuyên bố: "Tôi sẽ đưa ra các biện pháp dựa trên nhiều ý kiến mà tôi nghe được từ ngành đánh bắt cá ngày hôm nay." Ông cũng cho biết đã được đề nghị giúp đỡ các công ty đánh cá phát triển các mạng bán hàng mới cũng như tổ chức các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc về vấn đề này. Nhật Bản bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua làm sạch từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra Thái Bình Dương từ ngày 24 tháng 8 tuần trước. Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, ngay sau đó áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với các sản phẩm thủy sản của Nhật Bản. Chính phủ Tokyo đã thành lập hai quỹ trị giá 548 triệu Mỹ Kim để giúp phát triển các mạng bán hàng mới, đồng thời đông lạnh số cá dư thừa cho đến khi nhu cầu phục hồi. Hơn 700 công ty Nhật Bản đã xuất cảng thủy sản trị giá khoảng 600 triệu Mỹ Kim sang Trung Quốc vào năm 2022, khiến nước này trở thành thị trường xuất cảng lớn nhất của Nhật Bản. Bộ trưởng Thủy sản Nhật Bản Tetsuro Nomura cũng cho biết chính phủ nước này sẽ thực hiện các bước để đa dạng hóa xuất cảng cá của Nhật Bản đối với các sản phẩm phụ thuộc vào Trung Quốc như sò điệp. Ngoài ra, một số giới chức Nhật Bản đã có các hành động ngoại giao nhằm thúc giục Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm, bao gồm cả việc nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tiếp theo phần tin Á Châu, Nam Hàn huy động 550 xe tăng, hơn 3.000 binh sĩ tập trận quy mô lớn theo hãng thông tấn Yonhap vào ngày 31 tháng 8, giới chức của Nam Hàn cho biết trong tuần này, lục quân đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn, huy động hàng trăm xe bọc thép. Cuộc tập trận quân sự nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận chung thượng niên lá trắng tự do Uchi, được viết tắt là UFS, giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ. Cuộc tập trận kéo dài trong 4 ngày, khoảng 550 xe tăng và pháo tự hành, cùng với hơn 3.000 binh sĩ thuộc quân đoàn cơ động số 7 của Lục quân đã được huy động tham gia tập trận. Nội dung diễn tập bao gồm điều động người, phương tiện từ nơi đóng quân tới các điểm tập kết xung quanh thủ đô Seoul và diễn tập bắn đạn thật tại bãi huấn luyện ở Cheorwon. Trong thời gian diễn tập, thì lữ đoàn công binh số 7 của Lục quân và sư đoàn bộ binh số 2 của Hoa Kỳ cũng diễn tập phối hợp vượt sông ở huyện biên giới. Cùng ngày, thì hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn KCNA đã đưa tin quân đội Bắc Hàn đã tiến hành cuộc diễn tập tấn công nguyên tử chiến thuật nằm nhằm để đáp trả lại cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Vâng, kết thúc quý vị vừa rồi so là những bản tin liên quan đến Á Châu. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.